Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha. Trở lại video tối ngày hôm nay thì có một thông tin khá là nóng về cái tình hình. Hiện tại trong căn nhà số 5 à có người gọi là số 5, có người gọi là số 4. À những cái thằng hết thời thì nó gọi là số 4, còn những cái người mà người ta dám ăn dám nói dám chịu á thì người ta gọi là số 5 ha. Còn những thằng mà gọi là hết thời như là thằng đạo diễn à, Đức Long á, à, nó hết thời rồi nó gọi là căn nhà số 4 với thám tử cao cũng vậy đó căn nhà số 4 cộng một thì mới đây tôi thấy anh, anh 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 gọi là anh đạo diễn hết thời này nè ảnh lên một cái đường like của chú anh chị anh nói rằng là mẹ con cô sáu uh, chiến thắng rồi giành được căn nhà số 4 rồi đó, rồi những người trong căn nhà số 4 đó là gọi là ra đi à, không bao giờ trở lại à, tôi thấy cũng khá là mắc cười à, và mấy bữa trước thì tôi vô tình tôi thấy uh, các bạn ở trên facebook uh, các bạn có đốt nhà gửi cho cô sáu chắc bên hai con sáu nhận được hay sao rồi <laughs> nhận cái nhà bằng giấy á cái nhà mà cô chú anh chị thấy trong những cái gọi là cái lễ mà xã tan rồi đó lễ ơi, trăm ngày xã tan vậy đó người ta hay đốt đó hay đốt gửi xuống dưới đó đó thì mẹ con cô sáu chắc giành được cái nhà đó hay sao rồi mà thấy là gọi là, là là anh đạo diễn anh mừng lắm anh mừng húng luôn cô chú anh chị à dành giành được nhà rồi thắng rồi Mẹ con cô 6 tháng rồi giành được nhà rồi giành được căn nhà số 4 rồi Thì căn nhà số 4 là chắc cái nhà bằng giấy thôi Chứ cái nhà hiện tại thì căn nhà số 5 Nha anh đạo diễn Đó căn nhà cái nhà số 5 Đã mình không dám nói rồi thì thôi mình câm mẹ mà không Nha đó chứ không dám nói rồi nói nói đại căn nhà số 5 chứ có gì đâu mà anh anh không dám gì đó anh dám anh đạo diễn mà anh sợ ai mà anh không dám nói gì anh đạo diễn đó mẹ con cô sáu giành được căn nhà số 4 thì chắc căn nhà bằng giấy Đấy căn nhà bằng giấy mà người ta hay đám hay đốt cho những người đã khuất đó Đó thì mẹ con cô Sáu giành được căn nhà đó chứ thật sự là Trong căn nhà của gọi là căn nhà số 5 thì mẹ con cô Sáu thì chuẩn bị kêu xe ba gác lại chở ba cái gọi là ba cái đống rác của mình về ha Chứ để ở đó thì chắc cũng không xong với chị Lon đâu chị Lon đi dục nữa mất công tốn tiền Đó tôi là đề nghị chị Lon là không nên dục những cái thứ đó Phải để cho mẹ con cô Sáu tốn tiền à, Gọi là đánh gọi là xe ba gác lại chở về nha đừng có dục chi mất công tốn tiền mình đổ rác chị loan ơi đó để cho mẹ con cô sáu lại gọi là uh, trở về chứ không hơi sức nào mình đem đi dục đó đụng vô nó giơ tay mình nha đụng vô mấy cái món đồ đó nó giơ tay mình thêm đó đồ đó thì chắc mẹ con cô sáu lấy về chia cho đạo diễn hết thời mới <laughs> bỏ vào họng nhai thằng thám tử cao mới bỏ vào họng nhai để cho tụi nó đỡ đói chứ lúc này tụi nó đói dữ lắm đó đói dữ lắm rồi lên gọi là nằm mơ thấy gọi là Uh, bà sáu giành được căn nhà số 4 luôn chứ không dám không dám nói căn nhà số 5 nữa đó anh sợ quá anh đạo diễn anh sợ thì anh thôi anh đừng nói đó đã người ta sợ đã sợ sệt rồi mà còn gán cố bường lên để ngồi đó đưa cái mặt dày còn hơn nhựa đường của mình ra để gọi là, 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 thiết minh đó, tôi thấy cũng khá là buồn cười đó, anh không biết nhục nhưng mà tôi thấy anh tôi nhục giùm đó bởi sao bởi anh là người nói không giữ lời đó anh nói anh không giữ lời đó. anh nói là anh sẽ gọi là Uh, mười ngón tay gì của anh đó đó giờ nếu mà tính ra, nếu mà anh giữ lời hứa là anh không làm người rồi nè cái thứ nhất cái thứ hai là bây giờ anh còn hai cái tay anh đó, bây giờ là còn là hai cái cụ lẳng không mà <laughs> hai cụ lẳng thôi mà chứ không còn được mười ngón <laughs> nha, đó đó, ừ à, không còn được mười ngón tay nữa đó anh nói xong rồi anh không giữ lời, anh đi nuốt lời, anh lớn cái đầu rồi, già cái đầu rồi, bạc cái đầu rồi mà không giữ lời đó bữa nay bà đặt lên nhận được cái gì mẹ con của sáu nhận được cái nhà số 4 nữa trời ơi tôi nhục dùm tôi nhục dùm là là, là 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 anh quá vậy hả tôi nhục dùm đồng bọn của anh luôn không kể cả, cả thám tử cao cũng vậy yeah, tôi bay nhục quá tôi bay ơi yeah, thám tử cao dù sao nó là mẹ nuôi của nó nó gán nó binh đó còn anh đó là, là chị nuôi anh hay gì hả bà sáu là chị nuôi của anh hay gì anh đạo diễn đó anh đừng gì ghen ghét người này người kia mà anh đổ lỗi cho người này người nọ Yeah, mẹ con cô Sáu mà giành được cái căn nhà số 5 đó Thật sự là tôi đi đầu xuống đất Đó tôi nói là tôi làm luôn á Chứ không phải là anh đâu Thiệt tôi bả mà giành được căn nhà số 5 là tôi đi bằng đầu xuống đất cho anh coi liền Biểu diễn cho anh coi vài phút liền Đó tôi nói được tôi làm được Đi đầu xuống đất luôn Đi cho anh coi đàng hoàng Đó nhưng mà anh cũng phải làm cho tôi coi Để anh sủa cho 5 phút cho tôi coi à Đó với lại hai mười cái ngón tay của anh Đó Thông cảm cho anh đạo diễn đi cô chú anh chị Đừng có dòm ép con người ta vào đường cùng bởi vì ảnh ở khúc dưới á, ảnh đã làm ăn không được rồi thì ảnh còn có 10 ngón tay để ảnh định dành ảnh mò. Chứ bây giờ cái ảnh bỏ 10 ngón tay nữa thì ảnh lấy cái gì ảnh anh ảnh anh, 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 anh gọi là giải trí đây. Đó, đó là bà con đừng có ép ảnh. Đó, tại ảnh tánh thấy mặt ảnh già vậy lớn tuổi vậy đó nhưng mà ảnh còn trẻ trâu lắm lên phái thầy tốt lắm <laughs> phái thầy tốt lắm ảnh thấy mặt ảnh già vậy thôi đầu bạc vậy thôi chứ tâm hồn còn trẻ trâu Yeah, trẻ trâu lắm đó sủ nhi lắm đó lên thầy thốt đồ tùm lum tùm la trên mạng rồi sau đó người ta không bị gì hết trơn rồi câm mồm đó gì đúng ra câm mồm là phải là nghỉ nói luôn yeah, gặp tôi như ảnh là nghỉ nói luôn chứ còn mặt mũi đâu lên trường cái mặt ra đó dù khán giả bây giờ nó giả bộ nó ủng hộ mình nó ủng hộ mình đó nhưng mà nó cũng khá là mắc cười trong bụng á à, thằng này già mà nói chuyện không giữ lời nè thằng này già mà láo láo xạo lên mạng rồi là láo xạo nè lên mạng rồi là câu like câu view rồi thôi chứ nó có dám làm gì đâu đó lời nói không có giá trị à, lời nói của anh đạo diễn hết thời là không có giá trị mấy thằng hết thời nó không có giá trị mấy thằng hết thời nó nói vậy đó nó nói ra mà nó không dám chấp nhận những nó không dám nhận những cái lời nó nói nên là những cái lời nó nói hiện tại thì thật sự là cũng chẳng có giá trị gì về cái mặt gọi là pháp lý hay là pháp lực gì cả đó chỉ nghe để giải trí thôi đó, nghe để đỡ buồn thôi đó, để, 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 để đỡ buồn nôn chứ không bao giờ buồn ngủ nha đỡ buồn nôn á đó. đó chứ ảnh mà bà sáu giận được căn nhà số 4 <laughs> căn nhà số 4 thì tôi nói rồi căn nhà số 4 chắc ở khoảng 4 triệu căn nhà bằng giấy đó mua chắc khoảng 4 triệu hay là 400 ngàn gì đó đốt xuống cho bà sáu đó anh đạo diễn này thì thật sự chứ anh nói vậy thôi chứ anh đang chiêu chọc bà sáu của chú anh chị chứ ảnh đời nào mà ảnh quay xe chị Loan đâu ảnh tốt lắm anh đạo diễn tốt lắm anh biết là mẹ con cô sáu là sẽ nhận được cái nhà giấy bằng cái nhà số 4 đó nên anh nói trước luôn đó anh này anh tâm lý lắm anh hay ví dụ đón trước này lắm anh đạo diễn hay lắm à đó ai gì nói chứ tôi thì tôi vẫn thương anh đạo diễn này lắm à tôi chờ ảnh cái ngày để anh sủa để tôi nghe đó qua hai tháng luôn rồi hai tháng mấy ngày luôn rồi tôi nhớ ông làm là hai tháng mấy ngày đó hai tháng 10 ngày luôn rồi đó đó mà anh chưa sủa đó tôi buồn nhiều lúc tôi buồn lắm nhưng mà thôi để tôi anh tôi thấy anh còn thở thì tôi còn chờ chừng nào anh tắt thở thì tôi nghỉ chờ ha chừng nào anh tắt thở thì tôi đốt cho anh căn nhà số 3 nữa kế bà sáu luôn bà sáu căn nhà số 4 anh căn nhà số 3 chú vũ linh thì căn nhà số 5 rồi đó kế bên thì căn nhà số 4 của bà sáu rồi kế bên thì căn nhà số 3 của ông của đạo diễn rồi căn nhà số 2 của ông thám tử luôn đó đốt cho đó đạo diễn anh cứ thoải mái mà anh ra đi đi để tôi đốt cho anh cái căn nhà số 3 đó anh cũng mơ ước là nhà bà sáu thì tôi sẽ thực hiện tâm nguyện tới trên này thì không thể làm được trên này thì không có tiền đâu mua đó nên là anh xuống dưới đi rồi có người nhà nè có anh đốt cho anh chứ gì đó mà đó vợ con anh vợ anh nó đốt cho anh đó đốt cho anh căn nhà số 3 cái nhà số 4 của bà, bà sáu đó tôi không biết là đầu óc và miệng lưỡi ở đâu bằng chứng gì hay là dựa vào một cái pháp lý gì hay là một căn cứ gì đó để gọi là anh anh, anh lên anh xác định đó là bà sáu là, là 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 là, là 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 chiếm được căn nhà số 5. Đó, số 5 ảnh không dám nói. Đó, bởi vừa hỏng là chị Lon có một cái đơn gì đó quên rồi. Cái đơn gì đó cấm những người này nói đến những cái người trong căn nhà số 5 đó nên giờ anh dùng số 4. Đó cũng tội ảnh lắm cô chú anh chị, sợ nhát gan. Đó nhát gan mà thích hay làm càng, làm bừa là bậy, lên nói xàm nữa đế ha. Nói xàm nữa đế nó bừa nó bậy coi. Đó, đó căn nhà số 4 ở đâu? Đó nên là ảnh là biết chắc là bà sáu thua. Tôi nói thiệt ảnh biết chắc là bà sáu thua rồi lên ghẹo căn nhà số 4 cho bà sáu bà, 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 tưởng đồ thiệt đó cho bà vui thôi chứ thật sự bà sáu bây giờ bà không có cái tấm giấy gọi là lận lưng nữa thì thì đem ra tòa là dùng bằng miệng à, à di chúc miệng hả hay như thế nào đó bà sáu mà thắng được á thì chứ tôi nói rồi tôi đi bằng đầu 5 phút cho anh anh đạo diễn anh coi đàng hoàng đó, tôi đi bằng đầu 5 phút cho anh đạo diễn anh coi ha yeah. đó tôi nói thiệt chứ nghĩ sao thắng được của chúng chị đó bây giờ không có bằng chứng nào để chứng minh cho bà sáu anh đạo diễn còn phe là bà sáu là à, luật sư của bà sáu rất là cao tay à, đợi sau 15 ngày kể từ ngày tò ra tò đó là mới tìm mới đưa tung bằng chứng ra lúc đó hồng loan sẽ đỡ trở tay không kịp đó do anh đạo diễn thì trong đầu anh lúc nào anh cũng nghĩ ra những cái kịch bản mà chỉ có những đạo diễn mới nghĩ ra thôi không chỉ có chinh phim thôi đó anh coi phim nhiều quá anh nghiên cứu phim nhiều quá rồi anh nhiễm ha à, đây là ở ngoài đời thật anh đạo diễn ơi chứ không phải trong phim yeah, trong phim thí dụ mà anh lỡ anh anh sai kịch bản thì anh diễn lại còn ngoài này thì không có yeah, ngoài đời nó không có nó khác ở trên phim là chỗ đó đó trên phim sai thì mình sửa được nhưng mà ngoài đời sai không sửa được đó anh đạo diễn như cỡ anh bây giờ anh sai tới cái mức độ như thế này rồi thì sao mà anh quay đầu anh sửa lại được đó anh bây giờ anh trở về với anh trở về bên chị Long cũng đâu có được đâu nên bắt buộc là anh phải lên cắn bừa cắn bậy để kiếm tiền đóng tiền điện tiền nhà tiền nước rồi chứ bây giờ anh là chủ cột trong nhà mà bây giờ mình già rồi hết tuổi rồi đó hết tuổi đi làm việc rồi giờ mình cũng hết thời đặc biệt là hết thời chứ cái tuổi của anh là người ta còn lăn lộn ngoài phim trường đó người ta còn phải đi là, 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 là làm một ngày mấy mấy biết bao nhiêu công chuyện đó để kiếm tiền những cái đồng tiền chân chính những cái đồng tiền mà mà mà, mà đàn em đàn út rồi nó phải nể nể nang còn anh tối ngày anh đưa cái đầu lên cho cộng đồng mạng soi mói không à đó tối ngày anh lên nhiều chuyện anh đi bơi móc gia đình người này bới móc quá khứ người kia đó nhưng mà cái quá khứ để anh bới móc thì những cái quá khứ đó nó không có thật đó những cái quá khứ toàn là anh tự anh bịa chuyện ra không à mà năm lần bảy lượt đó rồi người ta đã dạch mặt anh rồi nhưng mà anh vẫn gọi là chì mặt chì khẳng định là mặt chì đó thường thường người ta nói môi chì chứ ảnh là mặt chì đó cái mặt ảnh nó chì lắm đó gọi là nó dài lắm đó dài lắm nên tôi gọi là, 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 cái mặt ảnh gọi là chai ở cái nhựa đường đó sau khi mà có những cái lời nói gọi là mình không giữ lời mà mình không cảm thấy không hổ thẹn luôn đó không biết mắc cỡ đó, già có tuổi mà cũng không biết mắc cỡ nữa trời đó, nên tôi nói ảnh là ti mặt ảnh già thiệt đó nhưng mà già háp thôi này chắc già háp đó nên gọi là à, tâm hồn còn trẻ trâu lắm sủ nhi lắm còn hơn thua lắm đó còn ganh đua lắm bởi vì ganh đua cũng đúng thôi đó để ganh đua với bà sáu để mốt giành được căn nhà số 3 kế bên nhà bà sáu <laughs> đó mốt con hồng phượng đó, nó cho ông căn nhà số 3 đó bà bà sáu giành được căn nhà số 4 rồi của cộng đồng mạng đốt cho rồi đó về bữa tới ông căn nhà số 3 tới ông <laughs> ông đạo diễn <laughs> kế bên là bằng số bà sáu luôn đó làm số bằng số bà sáu luôn còn ấy mà nếu bà sáu thua đó anh lo anh cho bà sáu về cái 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 nhà của anh ở đi anh còn cái nhà sau đó anh đạo diễn còn cái kho đó anh cho mẹ con của sáu vô đó tá túc đi đó tá túc đi cũng được mà đó hai mẹ con của sáu về đó rồi mai mốt rồi anh anh ngủm của tỏi đó rồi nó giành vật gì giống y chang cái mới dành của hồng loan giờ vậy đó anh dám cho không anh bản lĩnh anh binh vật gì là anh nhà anh rộng anh giàu anh có gì mà anh chê nhà tôi nghèo thì tôi không dám chứa rồi nhà tôi thì có đất vuông không à không lẽ cho mẹ con của sáu lội dưới mương sống ở sống ngay dưới mương thì nó kỳ quá nhà anh có giường đó anh làm mấy cái liều ở trên trên mấy cái cây nhãn cây mang cục rồi đó cho cô sáu gì lại bây giờ ở trên đó lộ ve thì nó ở trên đó rồi, đúng rồi nó ở trên cây chứ nó đâu ở dưới nước được đó nên nhà tôi có nước không à đó nhà tôi có vuông rồi à? chứ không có gọi là, trồng cây ăn trái nhiều đó hoặc là ngọn dừa đâu không sợ cô sáu leo cao quá cô sáu lên không xuống không được đó anh bây giờ á bây giờ thì bà sáu bà già bữa nữa bà thua rồi cái chắc rồi sao thắng được đó anh mong muốn ủng hộ bà sáu quá thì anh cho bà sáu về nhà anh đi đó bây giờ tôi thách anh đạo diễn cho cô sáu về nhà ở nè đó đạo diễn là dù sao ở nhà anh cũng rộng lắm tôi nghe bạn kể rộng giường tược đồ cũng có lắm đó ra cắt chơi hai cái chòi cho mẹ con của sáu ở ngoài đó đi đó rồi mốt anh ngủm đó rồi nó dành giật với con anh với vợ anh he đó dành giật với con anh với vợ anh cho anh biết cảnh biết mùi đời đó lúc đó ngồi trên bàn thờ mà rung đó đâu có làm được cái gì đâu mất tiêu rồi ngủm của tội rồi <laughs> ngủm của tội ngồi nhìn rồi bà sáu có dành giật để cho anh thấm cái mùi đời để cho anh cảm giác được cái cảm nhận được khi mà con anh bị người khác giành giật như thế đúng không đó anh phải trải nghiệm đó bây giờ anh có kinh nghiệm rồi phải không bây giờ anh phải trải nghiệm à phải trải nghiệm đó nên là như vậy nha anh anh đạo diễn đó anh dọn cho bà sáu về đó ở chung nhà luôn đó căn nhà số 4 luôn lập anh là căn nhà số 4 của anh liền đó mẹ con của sáu về tha hồn mà câu view đó sáng cái mẹ cô sáu nấu uống bò rồi cho anh ăn à, hủ tiếu rồi đó cho anh ăn <laughs> rồi lâu lâu chú bảy thứ bảy khọt xèo lên rồi đổ bánh xèo rồi gia đình ăn sung túc luôn đó tôi là thấy là gom là anh nên gom dòng họ của cô sáu về chú bảy rồi đó cô sáu chú bảy rồi đó những kẻ còn đang lang thang đó cái đó mới đúng lang thang chứ tôi bây giờ tôi ở chỗ vip đó, chỗ đỉnh cao lắm anh anh đạo diễn anh thì cỡ cỡ anh thì không có không có tuổi để với tới rồi đúng không lớn tuổi quá với không tới đâu đó tôi giờ tôi ở chỗ yên lắm rồi à, anh nên là vớt uh, mẹ con cô sáu nè à, gia đình chú bảy cọt xèo đó về đó lên đó mở ra tiệm bánh dân gian bán bánh xèo bánh canh rồi đó bánh khọt rồi đó với cái tài năng của anh đạo diễn thì anh anh anh, anh hay lắm mà đó anh đạo diễn ra những cái bộ phim này về mẹ con cô sáu của bảy chú bảy rồi đó đó sao anh đạo diễn đó bữa lần bu bám vào chị Loan để làm gì để tính làm phim rồi nhưng mà tuổi anh thì nó già rồi nó không có bắt trend theo kịp đó cái tuổi của anh là phải nên hợp với lại cu sáu chú bảy <laughs> thiếm bảy rồi đó. đó còn xèo rồi đó về đó anh làm mấy bộ phim dân gian rồi đó chuyện cổ tích rồi đó đó chuyện cổ tích mà cho mẹ con cô sáu đóng mấy vai mà gọi là gì ghẻ rồi ha khỏi khỏi chê luôn khỏi luôn khỏi cần quá trang luôn mặt khỏi cần quá trang ác y chang vậy luôn khỏi cần quá yeah. <laughs> khỏi cần quá trang luôn à, tôi nói cho anh, anh cho nên là À, cho những người đó về trên anh đi rồi anh mở phim trường cho nó anh làm bộ phim tôi nói thật sự là cuộc đời anh nó rẽ sang trang khác đi à, xé trang này bỏ liền qua trang khác liền chứ không còn cái cảnh mà người người ta gọi là đốt căn nhà số 3 xuống cho anh đâu à, người ta đốt mới đốt cho cô Sáu cái nhà còn anh chưa đốt đâu đó thì ngày hôm nay à, cái thông tin này cũng khá là hài nha khi mà anh à, đạo diễn hết thời tuyên bố cô Sáu nhận được căn nhà số 4 rồi thì rõ ràng thì chắc anh cũng lướt Facebook nhiều anh thấy cộng đồng mạng đã gửi căn nhà số 4 cho cô sáu rồi đó gửi bằng giấy nha đốt gửi bằng giấy cho cô sáu rồi đó nên là cũng chúc mừng cô sáu nha tối nay cô sáu có nhà ở rồi mọi người chứ nghỉ sống lang thang rồi nha cả nhà à, đây là những gì muốn chia sẻ với mọi người vào tối ngày hôm nay còn bây giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại.